Có ba cái pháp, mà ba pháp này người nào mà hiểu được, con nói là hiểu được nha, con chưa, mà thật ra đó, thường mình hay nói là mình hiểu trước rồi sau đó mình hành sau, thì nói cái câu nói này đó thì không phải là sai, nhưng mà đây là câu nói người chưa thật sự hiểu pháp. Chứ cái người mà hiểu pháp rồi đó là hiểu là họ hành tụ ngay tại chỗ, nó lạ lắm. Cho nên tại sao thời xưa tất cả chư tổ sư hay những vị mà nghe pháp Phật, Đức Phật nói xong hiểu là hoan hỷ, là bước vào dòng thánh ngay tại chỗ. Đó mới gọi là thật hiểu. Chứ còn chúng ta nói chúng ta hiểu để rồi chúng ta sau này chúng ta sẽ làm á, thì thật ra nói thì nói nghe vậy nó cũng hợp lý, nhưng mà thật ra đó chưa phải là thật sự hiểu. Tại sao con ví dụ nè, con nói đơn giản giờ nói vô thường, mình ở đây ai không biết phải không chú Tư? Vô thường là gì? Là thay đổi không thường còn, có đó rồi mất đó, sống đó rồi chết đó, trẻ đó rồi già đó. Mấy cái này đó đâu có đợi mình tu học mới biết phải không chú? Mấy ông bác sĩ, mấy ông rành còn hơn mình. Cái này mình đâu cần phải tu học chi mà biết. Bác sĩ sự thay đổi cơ thể như thế nào, mỗi ngày trong nhà xác gặp bao nhiêu người, cái vô thường đầy trong bụng của các vị đó hết. Nhưng mà các vị đó có tu không? Không có tu. Ủa vậy sao đã hiểu vô thường chưa? Nếu người đã hiểu vô thường là giác ngộ, nhưng mà các vị đó chưa hề giác ngộ. Cho nên đó, mình thường thường thì mình nói là tôi cố gắng học hiểu để rồi sau này tôi tu, thì nói nghe dường như nó cũng là đúng không có sai, nhưng mà thực chất bước vào cái tinh thần, con gọi cái từ gì, sâu sắc nhất của đạo Phật á, thì ngay nơi cái hiểu mà thật sự hiểu rồi đó, là chúng ta buông xuống cái một. Mà thật sự hiểu là vô ngã, là buông xuống. Còn tất cả những cái mà chúng ta hiểu và chúng ta cứ ngỡ là cho rằng đó là vô ngã, nhưng mà kỳ thật cũng là ngã chứ không phải là vô ngã. Vậy thôi bây giờ con xin góp ý chút gì đó ha. Nói về cái chủ đề này á, nó cực kỳ khó, và nó cực kỳ khó nói. Quý vị biết á, khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi mà đắc đạo thì Ngài như thế nào? Muốn nhập Niết Bàn. Tại sao vậy? Ngài suy nghĩ tới cái đạo lý mà sâu sắc thâm sâu của Ngài là Ngài muốn đi vào Niết Bàn. Và cái đạo lý đó quý vị biết là đó là cái đạo lý này gì không? Cái đạo lý này nè. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật chuẩn bị Niết Bàn vì Đức Phật sau khi mà ngộ thành tựu được đạo rồi đó, thì không biết là chúng sanh có thể hiểu nổi để chấp nhận tu tập cái pháp môn này không. Chứ giờ con nói ví dụ nè, ví dụ sau khi mà Đức Phật Niết Bàn, Đức Phật nghĩ đó, khuyên chúng sanh làm lành, lánh dữ, hay là biết về nhân quả, hoặc giả là sau này cố gắng tu tập để sanh các cõi cao hơn, sanh Phạm Thiên đồ này kia, thì quý vị chúng ta nghĩ mấy cái này nói mình có khó hiểu không chú Tư? Mấy này dễ ợt, đâu có gì đâu khó. Mà tại sao Đức Phật lại muốn nhập Niết Bàn? Đức Phật nói là cái đạo Ngài quá sâu sắc, quá thâm thâm, nói không thể nào chúng sanh hiểu được. Nếu nói gì nhân quả chúng sanh hiểu không? Cực kỳ dễ hiểu. Mà con người ai cũng có cái bản chất đó, nói ác là ta sợ, ta muốn bỏ, và nói lành là ta tiếp nhận ngay liền. Còn nói ráng để tu tập sau này về cõi trời, về Phạm Thiên, hay là về cõi cao hơn Tây Phương Cực Lạc, người ta vẫn chấp nhận. Chứ có gì đâu mà Đức Phật phải sợ, mà Đức Phật phải nhập Niết Bàn. Nhưng mà nếu Đức Phật tuyên bố là không có bất cứ một thứ gì hết, không có thánh quả, không có cái gì hết, thì Đức Phật mà nói câu này là kể như là bỏ ngang liền đó. Con nói thôi không chừng mấy chú cũng bỏ luôn đó. Cho nên đó là cái cực kỳ khó. Và trong Đạo Phật đây là cái thuyết này là cái thuyết duy nhất trong Đạo Phật, không có bất kỳ một tôn giáo nào có hết. Quý vị nói nhân quả, tất cả các tôn giáo có không? Đâu có tôn giáo nào mà không có nhân, không có quả, phải không? Điều dạy mình làm lành lánh dữ hết. Không phải chỉ có Đức Phật mới có. Nhân quả đã có từ Kinh Phệ Đà rồi, tức là trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đắc đạo, Thái tử Siddhartha vẫn có nhân quả. Rồi có thiên đường, có địa ngục, có mấy cảnh giới cao siêu không? Có rất là nhiều luôn. Nhưng mà ra hết tất cả các tôn giáo thì không có bất cứ tôn giáo nào nói cái giáo thuyết này. Đó là gì? Vô ngã. Nghĩa đen của hai từ vô ngã là gì? Vô là không, ngã là ta.
Mà nếu muốn biết cái chữ vô trước thì phải biết cái chữ ngã này trước. Mà muốn biết cái ngã trước á, thì Đức Phật dạy cho chúng ta là phải biết về mình. Mình là cái gì? Mình là ai? Mấy cái câu nói hơi xa xa chút. Lúc mà tổ Đề Bà Đạt Đa ố, xin gì Bồ Đề, Bồ Đề Đạt Ma mà nói Đề Bà Đạt Đa, thì khi mà còn là Thái tử đó, khi mà tổ Bát Nhã Đa La để lại cái câu đó, ta là ai, ai là ta đó, cứ suy nghĩ hoài câu này, không biết mình là ai, dòm tới dòm lũ mình là ai ta, ở đâu tới vậy, sao tự nhiên cái gì nó cũng biết chứ, nó biết suy nghĩ, nó biết buồn, biết vui, là cái này ở đâu ta, là cái gì, cứ suy nghĩ hoài, giải quyết không được. Vậy thì chạy riết vô Bát Nhã Đa La, đi vô đó quỳ tu, và sau thời gian giải quyết được vấn đề đó là ngộ đạo. Cho nên á, pháp Phật mà hiểu được á, thật sự hiểu đó, ngộ đạo chứ không phải đơn giản như mình nghĩ. Là mình cứ nghĩ là giải thích vô ngã là không ta, hay là vô ngã là không có gì của ta, như chúng ta học từ cái kiến thức kinh điển, hay là từ ngày người này người kia chia sẻ, và chúng ta cứ ngỡ là hiểu, nhưng mà thực chất không phải là hiểu. Con nói hai cái hiểu này mình chút xíu nghe không? Có cái loại hiểu về trí thức, hiểu bằng não á, mà tất cả chúng ta đa phần đều hiểu bằng trí thức. Trí thức là gì? Kiến thức sách vở, kiến thức từ người này người kia, kinh nghiệm truyền tải. Thì nãy giờ mình nghe nói hay mà là mình học hỏi, mấy cái này ai cũng biết là không có cái gì là của ta rồi. Nhưng mà cái này là gì? Đó là trí thức thôi, kiến thức thôi, và hiểu bằng não thôi. Mà cái não của mình á, con nói vô dụng thì nó hơi đau lòng, chứ quý vị mình thấy nó vô dụng lắm. Nó hay lắm, cái gì nó cũng biết chứ, nhưng mà nó lại làm cái tăng cái ha. Rồi đó, nhìn hiền hỏi ai hả? Cười khè khè tối ngày là không biết gì chứ. Mình thấy con người mình á, mình cứ nghĩ là nó tài giỏi, tài ba lắm ha, bao nhiêu kiến thức gì dồn đầy não, nhưng mà lỡ tai biến hay là lên máu đồ đột quỵ rồi đó. 40 năm học nghe với chú, 50 năm học nha, bằng tiến sĩ này tiến sĩ kia, để đó nó nhìn nó không biết cái đó là cái gì nữa. Cho nên nó cực kỳ bất lực. Mà đa phần thì chúng ta cứ tin tưởng vào nó, cái gì cũng lấy nó ra suy nghĩ, lấy nó ra giải quyết, mà nó không giải quyết được chuyện gì hết. Nó không giải quyết được chuyện gì chứ. Nhưng mà nó như vậy cũng không có nghĩa là quá là phủ định nó. Nó cũng có nó thì cũng có nó, cũng xài, nhưng mà phải xài cho đúng. Biết rằng á, nó chỉ giúp cho chúng ta nhìn thấy hướng, nhìn thấy lối đi thôi, chứ nó không hề giải quyết được. Biết của não bộ không bao giờ cải thiện được con người của mình. Con ví dụ thêm cái này để cho chúng ta thấy. Nhiều khi mình nóng lắm, mình tức lắm, ai làm gì mình bức rứt, ai làm gì mà mình khó chịu, thì lúc bây giờ đó mình biết mình sai, trong lòng muốn bỏ, sân si đâu ai muốn giữ bao giờ. Nhưng mà suy nghĩ, nghĩ cái kiểu gì nghĩ đó, nó không mất. Nghĩ kiểu gì nghĩ nó cũng vẫn còn hoài. Tức là mình đã biết là sân si nó đang sai, làm sao cho nó buông đi, bỏ đi, thôi đi, nhịn đi. Nhưng mà nó không bao giờ mất được. Thì đây là gì? Đây là khả năng của trí thức đó. Nó không giải quyết được tâm của mình. Nhưng mà chúng ta có một cái loại biết thứ hai. Con muốn nói cái biết thứ hai nè. Đó là gì? Cái biết Đức Phật gọi là cái biết bằng cảm thọ. Con nói theo từ khoa học á, đó là cái biết của cảm xúc á. Chúng ta có cái loại biết thứ hai, và biết này nó mới có thể giải quyết được vấn đề. Mà biết khi nào mà biết tới vô ngã, mà biết được bằng cảm xúc đó nha, là chúng ta buông. Con thường nói đó, bữa nào con thường hay nói vui với mấy cô chú đang, nhiều khi nói bây giờ con giả sử nha, giờ đang không kêu quý vị mình ngồi đây ngồi hoài đám dỗ hay gì thôi, nghỉ khỏi cúng kiến, khỏi làm chân, ngồi đây nghe đạo, chịu không? Không ai chịu chứ, đâu làm chuyện gì tào lao gì, làm chuyện gì không ra gì chứ. Rồi con nói sâu hơn, giờ đang hỏi quý vị nè, giờ kêu quý vị buông hết đi, giờ ngồi đây nghe pháp thành tựu giải thoát, quý vị chịu không? Chịu, nhưng mà còn suy nghĩ lên, ở nhà còn chuyện này chuyện kia, mình không bao giờ buông ngang được chứ. Nhưng mà người nào buông ngang được? Sĩ Đạt Ta buông ngang đó. Mình muốn buông thì sao? Đợi con xong, đợi công việc rồi mình mới buông được. Ít ra để dân hiền nó trả nợ rồi nó mới chịu buông, rồi nó không buông được. Đó là gì? Đó là chúng ta chỉ biết bằng não thôi. Nhưng mà Thái tử Sĩ Đạt Ta biết bằng tim, đó là biết bằng cảm xúc. Thấy rồi đó là buông xuống cái một à. Vợ là la,
công chúa nha. Tiền bạc phú hữu thứ hải, quý vị mình nghĩ ai hơn Đức Phật? Chàng ơi ngu gì đi tu, có nhiều tiền đó là phước bá cháy luôn phải không? Đi tu chi uổng. Chúng ta còn rất nhiều thứ mà chúng ta không thể buông được, nhưng Thái tử Sĩ Đạt Ta buông được. Tại vì cái biết bằng tim nó khác, cái biết bằng não nó khác. Mà chúng ta đa phần là ta chỉ biết bằng não, không biết được bằng tim. Biết bằng tim nó sẽ đánh động được cảm xúc của mình, nó đánh động cảm xúc mình. Đang muốn nhịn á, thôi để con nhịn chú Tư, nhưng mà nhịn không được. Nó suy nghĩ, nó nói tu mà cứ trả lời hoài không được, nó cũng khó chịu lắm. Nhưng mà vô tình ở trong lòng của mình, tự nhiên nó ở đâu đó có những ký ức nào đó xa xôi, hay là có những cái câu chuyện nào đẹp trong lòng mình về cái đối tượng mà mình đang ghét đó nha chú, tự nhiên nó hiện lên, cái mình thấy thương ta liền à. Sân si buông xuống cái đọp, chú khỏi cần diệt. Muốn diệt, thấy ông đó thấy ghét, tức lắm. Tại sao ông tu mà ông làm vậy? Tại sao ông tu không làm vậy? Mình thấy cái sân si nó cao trào, mình muốn buông nhưng mà suy nghĩ hoài không buông được. Nhưng nếu cái cảm xúc nào đó về cái hình tượng, về đối tượng của người đó mà tuôn lên thì tự nhiên nó buông. Tự nhiên thấy thương ổng. Cái một là thương, cái một không cần lý do, không cần phải chờ ổng nè, ông này biết cải hối đi, ông này biết ăn năn đi, ông này biết sửa lỗi đi, hay là ít ra ông xin lỗi tương tiến đi. Không cần bất cứ thứ gì hết, buông ngay. Thì đây là loại trí tuệ của cảm xúc. Và trí tuệ này nó xuất phát từ con tim. Và trí tuệ mà hiểu vô ngã, cái trí tuệ này mới buông nổi nha. Và làm sao có thể hiểu được tới cái trí tuệ vô ngã này? Con nói có hay, có nhiều trường hợp. Mà trường hợp con nói người có thể đặt chân đến cái khung cảnh này đó, không có bất cứ kiến thức, kinh sách, bằng cấp nào có thể giúp mình đặt chân đến. Chỉ có con đường hành đạo thôi. Và hành đạo khi nào đạt tới cái cảnh giới con nói gọi là phi thời gian luôn. Quý cô chú mình từng ngồi niệm Phật suốt đêm chưa? Chưa. Nếu cho đến bây giờ chưa thì không bao giờ chạm tay đến được. Chúng ta tu tập tịnh độ mà chưa từng niệm Phật cho đến mức mà vô niệm á, tức là mình không có niệm mà tự nhiên tâm mình nó cũng dâng dẫn ra đó, thì không thể nào bước được tới cái cảnh giới phi thời gian trong định. Và khi nào chúng ta tu thiền hay là tu tịnh đạt tới cái cảnh giới mà ngồi mà không có không gian, không có thời gian hết, bây giờ là mới có thể hiểu thật sự được vô ngã là cái gì. Tại sao? Tại vì lúc đó không có không gian, không có thời gian, không có bất cứ thứ gì hết. Và chúng ta nghe tới đây chúng ta ngỡ như chắc chết không còn thứ gì hết, nhưng mà không, mọi thứ nó còn y chang hết. Và chúng ta phải trải nghiệm tới cảnh giới này, chúng ta mới thật sự là người thân chính. Con nói hiểu được vô ngã. Chứ còn quý vị có lục nát kinh điển, quý vị có đem vô số kiến thức ra, quý vị giải thích hơi cũng thành ngã à. Giải thích hơi cũng thành ngã à. Con nói đơn giản nè. Tại sao mình tu mà mình tu không thành tựu là gì? Mình tu thật ra mình tu sai không mà mình không biết. Cái mục đích của sự tu á là nó đi tới cái chữ này nè. Còn nói quý vị mình chịu nổi không? Không có cái gì chứ. Không bao giờ chịu nổi cái cuốn này chứ. Ủa rồi không có gì hết rồi mình còn cái gì? Nhưng mà quý vị thử buông xuống đi. Buông hết đi rồi quý vị sẽ biết nó còn cái gì à. Con thường nói đó, cái mà do mình tạo ra đó phải không, mình là giả rồi không quý chú, mà mình tạo ra cái gì nó cũng giả chứ. Quý vị đừng có nghĩ rằng là chúng ta đi tu chúng ta tạo thành cái quả này quả kia, mấy cái thứ đó là ngã không à. Buông, buông láng hết. Cho nên có những cái lúc mà công phu hành đạo tu tập đó, ngay cả những kiến thức kinh sách mà thời xưa con học con còn phải bỏ ra luôn á, bỏ luôn. Và có những lúc mình phải bỏ. Khi nào mà chúng ta từng đặt chân vào cái quá trình tu tập, chúng ta sẽ biết được cái chuyện này. Mà nếu mà chưa có được trải nghiệm cái này thì tu vui gì ha. Con bảo đảm tu suốt đời nó cũng bị trang vậy hoài. Nó sẽ có kiến thức nhiều, sẽ có trình độ, mà quý vị sẽ cảm thấy chuyện gì xảy ra, sân si phiền não con đảm bảo là không bao giờ hết. Không bao giờ hết. Tại sao? Tại vì mình tu có. Mà quý vị càng có nhiều chừng nào đó, con đảm bảo là sân si nhiều chừng đấy thôi. Một ông giảng viên hay là một trí thức gì đâu, ông ít sân si đó, không phải đâu.
đôi khi ông gì thể giữ cái danh giá của mình, đâu nóng nảy ra mặt ai coi được, phải không? Vì muốn giữ cái uy tín của mình cho nên điềm đạm vậy đó, chớ trong bụng không dao găm không đó, chứ phải đơn giản đâu. Hôm nay nó hối cho nó trắng ra vậy, tại sao vậy? Tại vì không hiểu được cái vô ngã, là chúng ta chỉ xây đắp cái ngã thôi, nhưng mà chúng ta xây đắp bằng một hình thức khác. Hồi đó thì đem đời để xây đắp, bây giờ là đem đạo để xây đắp thôi à. Ha, thôi nói mấy mí gì rồi, rồi bây giờ cố gắng nói như thế nào. Có ba cái này chúng ta cần phải biết, chúng ta vô ngã nè. Giờ mình hiểu vô ngã ha. Đây là ba trình độ của người thẩm thấu về vô ngã. Và những cái mà con nói ở đây đó, nó không có nằm trong kinh điển, quý vị kiếm cũng không được đâu. Ba cái này là nằm trong kinh điển nè. Nhưng mà bất cứ một chữ nghĩa nào trong kinh điển sẽ không giải quyết được. Chỉ có khi nào mình từng tu tập, mình từng trải nghiệm đó, mình mới hiểu được. Cho nên tại sao Đức Phật nói đó, Đức Thầy nói là chúng sanh mê nên đem pháp thiết, giải thoát rồi pháp bất khả dùng. Vì giải thoát là do chính mình thể nghiệm mà, chứ mình không có tìm ở đâu trong kinh điển ra được chứ. Ráng suy nghĩ nha Hiền. Vô ngã là không có ta. Và ba cái trình độ của cái người không ta là gì? Một là không có của ta. Con nói không của ta trước. Mình có nhiều thứ quá phải không các chú? Nhà cửa, anh em, chồng vợ, dòng họ, bạn bè, rất là nhiều các mối tương liên mà hồi nãy khi nói đó, tâm nói cũng nhiều rồi. Vô ngã là loại trừ mấy này ra hết rồi. Nhưng mà nói thì nói đó, giờ con nói rồi quý vị nghĩ nè. Mình tu ai cũng biết là bình đẳng phải không? Từ bi đó. Nhưng mà con hỏi thăm quý vị nè, quý vị có khi nào nhìn con, nhìn người thân, nhìn mấy cái ông nhậu nhẹt thấy phát ghét đó, nhìn bằng ánh mắt bình thường không? Bằng cái tâm bình thường của mình không? Tức là thấy ổng, thấy mọi người thì bình thường không? Không bao giờ có. Lại ông nhậu là tự nhiên trong bụng nó khó chịu rồi đó. Loại trừ ổng, mình không loại trừ nhưng mà ít ra cũng là cảm giác khó chịu. Còn lại cái người mà thiện lương, cái người mà hiền lành đức độ thì tâm mình an lạc, tâm mình cảm thấy dễ chịu liền. Thì đây là cảm xúc không hề có sự bình đẳng. Cho nên mình nói tôi xem mọi người bình đẳng thì chuyện đó không bao giờ có đâu. Chỉ trừ khi nào nhìn hiền cũng vậy. Nhìn tất cả mọi người cũng y chang chị, và thậm chí nhìn cha mẹ người thân của mình cũng y chang như vậy. Nói là có thể được đó, nhưng người mà có thể được như thế này thì trước mắt mình dầu cho cha mẹ mình ngã xuống, chết bất đắc kỳ tử, nói mấy câu này nghe nó hơi nặng nha. Nhưng mà suy nghĩ cho kỹ con nói, chỉ trừ khi người nào mà vẫn bình thường, không nhỏ một giọt lệ nào, mới thật sự là thấy mọi người bình thường với nhau. Pháp bữa nay là pháp giải thoát trong pháp thế gian nha mấy chú. Cha mẹ khóc rồi con hiếu thảo, chuyện đó là chuyện để thế gian đi. Nhưng cha mẹ chết ngã ngang hay chết cái kiểu gì không biết, mà tỉnh queo bình thường. Nó có cái sự tỉnh queo. Tại sao tỉnh queo bình thường nó có, chứ không phải không có. Nhưng mà con nói ít nhất là cái người như vậy thì người đó mới có được cái cảm xúc nhìn mọi người giống nhau. Chứ còn mình không có cảm xúc đó mà mình nói tôi coi mọi người bình thường thì cái đó sao? Mình thật ra mình nói qua lo thôi. Nói cái kiểu mà giao lưu hay là mình nói hơi nặng chút á, nói dối á. Còn nói nặng chút là nhiều khi mình nói dối á. Trong tâm chúng ta luôn luôn có cảm xúc. Đây là cha, cảm xúc thân thương khác. Đây là mẹ, cảm xúc yêu thương khác. Đây là em, cảm xúc yêu thương khác. Và đây là người dưng. Thậm chí đây là mấy ông thấy phát ghét. Chúng ta luôn còn có cảm xúc đó thì làm sao có sự bình đẳng? Không hề có sự bình đẳng. Mà chúng ta luôn nói, tôi nhìn mọi người bình đẳng. Thì chuyện đó là chuyện gì? Nói cho qua lo, nói giao lưu vậy thôi. Nói không thật với chính mình. Hay nói nặng là gì? Nói vọng ngữ, nó không có thật. Ha, bây giờ, cái người mà vô ngã là họ thật sự có cái cảm xúc đó nha. Ghê vậy đó. Cho nên thầy chưa từng kêu đức ông, đức bà là cha mẹ bao giờ. Mà thầy còn nói mấy cái câu này chúng ta nghe mới thấm nè. Trò buồn thầy lại tức cười.
đầu đầu bá tánh của người trời xanh. Mình đó khi mà thầy mình bị ông người Pháp đưa đi là mình khổ lắm. Tại sao vậy? Mình mất thầy, mất lợi lộc, mất tình thương, vì thầy là cây cao bóng cả, che có bên thầy mình ấm áp. Mà cứ ngỡ là đem thầy đi là buồn, nhưng mà thầy đâu có buồn. Tại sao vậy? Thì cái anh Hậu với cái anh ngoài đường cũng giống nhau thôi, có gì phải buồn? Có chỗ nào không có chúng sanh đâu, phải không? Và tại sao lại buồn? Buồn, nếu còn buồn là gì? Anh thương Hậu nhiều, đi lại ông kia không chịu là buồn. Còn cái này, anh Hậu với cái ông đi lang thang ở ngoài kia giống nhau. Thì gần cái ông kia với gần anh Hậu cũng vậy à. Cho nên có bốc thảy đi đâu cũng bình thường. Trò buồn thầy lại tức cười, đâu đâu bá tánh của người trời xanh. Mình thì mình nghĩ mình là tín đồ thầy, chắc là mình ngon, mình có phước duyên đâu này kia. Nhưng không đâu. Ông Phật mà còn có cái nghĩ đây là tín đồ tôi nè, đây không phải tín đồ tôi, đó không phải là ông Phật. Cho nên tại sao? Ngài bình thường, chính Ngài có cái cảm xúc thật sự đó, cho nên mới có thể tuyên bố là nhìn chúng sanh bình đẳng. Chứ còn mình mà cái cảm xúc nó còn có người gì người khác, đừng có tuyên bố rằng tôi xem mọi người bình đẳng, cái đó là tôi tự dối lòng tôi thôi. Đó là những cái tâm hồn của người vô ngã. Bây giờ chúng ta nói cái mức thứ nhất là vô ngã là không có cái của ta. Giờ mình nói lòng vòng thì nói cho kỹ chút thôi, chứ nói thì ai cũng chấp nhận. Thường thường mình cho mọi thứ là của mình, nhất là cái quyền lực đó. Trong nhà này một tay tao lo nè, không có tao chết hết, ví dụ vậy. Bước vào cái đạo tràng hay là bước vào cơ sở từ thiện, 30 năm nay tao xây dựng lên cái cơ sở từ thiện này, không có tao hả, cái này tàn lụi. Nhưng mà mình ảo tưởng quyền lực lắm. Con nói mình ảo tưởng, bữa nào mình thử bỏ đi thử đi, người ta cũng sống bình thường à, mấy tỷ người ta cũng sống nhăn răng có gì chứ ha. Nhưng mà thường mình ảo tưởng quyền lực, mình cứ nghĩ là có mình nó mới ra chuyện này ra chuyện kia, cho nên mình không muốn đi, mình sợ chết, mình không dám bỏ, mình không dám bỏ. Nếu mà Thế Tử Sĩ Đạt Ta mà bỏ, chắc là Dụ Gia Đà La tự dẫn chết liền, rồi La Hầu La sau này chắc nó cũng thành đứa con, chắc là chắc nó sống quang đàng quá, có đâu sau này ta thành tựu ngon lành đó, có đâu. Cho nên chúng ta ảo tưởng về sở hữu quyền lực của mình á. Và con người chúng ta có một cái đầu tiên nhất của chúng ta cần phải bỏ là gì? Đừng có nói cái gì của mình chứ. Con thường hay nói vui vui đó, con nói đừng nghĩ rằng đất của mình. Hỏi sao ạ? Ở bên này không biết sao chứ bên con đó, mà đặt cái cục gạch xuống mà xây đó ha, xây cái nhà hay cái gì, đừng nói xây nhà, xây cái chuồng nuôi gia súc thôi, mà đặt cục gạch xuống mà không xin phép là vô dở liền đó. Ở đây nhiều khi ở bên đây bên giường không bị, chứ bên đô thị đặt xuống xây thôi, mấy mét không biết, đóng gỗ gì thì không sao, chứ đặt xuống xây là ở bên môi trường vô giải quyết mình liền á. Xây là phải xin phép. Ủa sao đất của mình mà sao mất xin phép mới làm được ta? Có lạ. Đất của nhà nước. Quý chú quý cô mình giờ dỡ cái bằng khoáng ra coi thử coi. Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, cái quyền sử dụng đất, chứ không phải là giấy chứng nhận quyền của miếng đất. Nhớ kỹ điều đó. Cho nên mình, cái đất này của nhà nước, cho nên muốn làm gì là phải xin phép. Muốn lên thổ cư hay muốn làm gì phải xin phép. Mình chỉ được nhà nước cấp cho mình cái quyền sử dụng đất này mà thôi. Khi mà nhà nước cần cái gì đó thì thu hồi lại cái người ta bồi thường tiền, mình cứ nghĩ là thôi, thường tiền đất không có chuyện đó nha. Thường cái tiền canh tác, hỗ trợ cái tiền di dời, cho mình bớt ảo tưởng chút xíu. Nói là nói pháp lý giải thoát nha, nói cái việc tu chứ không có nói ba cái chuyện nhà đất làm gì. Quý vị có nghe không? Quý vị quan hỷ. Chuyện đó là chuyện của quý vị, nhưng mà quý vị mình nghĩ suy nghĩ kỹ, trong tay chúng ta không có cái gì chứ. Rồi con nói con mình, vợ mình, chồng mình, chắc không? Ở trên đời này không có cái chắc cái gì mà trong tay mình chắc chứ. Rồi nữa nè, cái này mới là cái ảo tưởng cực kỳ lớn nè. Có được vô số sở hữu kiến thức hay giỏi, có rất là nhiều uy tín, mãn nguyện hả hê sống với mọi thứ đó. Mình cho rằng mình là giảng viên giỏi, mình là người tài hoa đồ này kia. Về lục lại hết toàn bộ kiến thức ở trong não của mình nha hiền. Thưa quý chú, quý chú coi kỹ coi coi, cái đó ở đâu à?
Con bảo đảm là học cái câu này trong kinh này, kinh này nè, học lớn của ông Bảy Thiện nè, học lớn của ông Tư Phương nè. Hoàn toàn quý vị ra lại coi, đố quý vị coi cho kỹ hết toàn bộ cái kiến thức của mình đó. Mà có cái gì mà nó không phải nằm ở trong cái thế gian này để mình gom lại mình cho được của mình đó, cái gì con cũng chịu, cho toàn học lớn không toàn bộ. Cũng ảo tưởng quyền lực nữa, tao mà giỏi nữa của mình đó, tri thức này cũng không hề là của mình, là của thế gian này. Người này mượn ông kia, người này mượn ông nọ, người ta kêu là nhổ đâu ông này cắm sào ông kia, rồi gom lại tác chế ra tạo thành cái món, cho rằng của mình tôi quá giỏi. Không có đâu. Quý vị coi cho kỹ cái câu kinh, câu chuyện, câu kinh, câu sử gì đọc ra cũng là của Phật, của Thánh. Rồi mấy cái kinh nghiệm mà ăn trộm của ông này chút, ăn trộm của ông kia chút, ăn trộm ở trường đời chút, đem vô gom lại đây trở thành đề tài. Người ta nói ở dưới tổng hồ cái, ồ anh này giỏi quá, quá phái luôn. Ảo tưởng nữa. Không có cái gì của ta hết trơn. Con nói trên đời này quý vị nhìn kỹ, rồi con nói tới cái thân mình nè, đừng nói tới cái chuyện kia xa lắm. Của mình không chung. Bữa đau bao tử, gặp cái đó nó muốn ăn muốn chết, cực kỳ muốn ăn luôn. Ăn vô chắc nó ngon vậy đó, mà ăn vô nó ói liền, nó không cho ăn. Thế gian này vạn pháp có cái sự vận hành tự nhiên của nó, nó không dính líu gì tới mình chứ. Con nói nè, bao tử mình thì nó cứ bóp, tim thì nó cứ đập, phổi thì nó cứ hít khí ra vô. Đây là một cái bộ máy, nó không liên quan gì tới mình chứ. Gan nó nóng dữ lắm rồi đó chú ha, nó không chịu nổi đó. Mà lỡ ăn ba cái dầu, ba cái đồ độc vô bao tử, bao tử là nó cứ bóp chứ nó có lâu đâu làm gì đâu. Nó bao tử ơi mày đừng có tiết qua gan nữa, nó chịu không nổi, nó đâu có chịu. Nó làm, nó cứ làm gì hoài à, chứ nó không làm gì khác. Kêu nó nghỉ đi nó không, mà tới chừng nó nghỉ kêu nó mày làm nữa đi nó cũng không. Trên thế gian này mình chưa từng nhúng tay can thiệp được chuyện gì thế gian chứ á. Thân mình là nó nhức cái gan là kêu gan ơi mày đừng nhức nữa, nhức cái đầu đi cho tao dễ chịu. Nó nghe lại không? Không. Cho nó bỏ vô viên thuốc uống vô. Chà ơi, mình cho nó uống thuốc. Ai cho nó uống thuốc? Thật ra đó, mình đang là nô lệ mà mình không hay. Mình cứ nghĩ mình chủ à. Còn nói cái thân mình á, thí dụ như mình cứ nghĩ rằng à, tôi muốn ăn, tôi đi gấp đồ ăn, con nói cái này để cho quý cô chú mình bữa nay giật mình luôn. Không có cái gì mà mình không có quyền lực gì hết chứ. Tôi ăn nha, không có tôi ăn. Não nó đã điều khiển thần kinh mình, nó cho mình ăn sẵn. Đức Thầy cho biết là việc làm do lệnh tâm hồn kiến sai nha. Não của mình á, trong một giây nha, đây là khoa học cho mình biết á, nó xử lý là hàng chục ngàn cái tín hiệu. Tức là tất cả các hệ thần kinh xung quanh mình, gọi là thần kinh ngoại biên, mấy cái cơ chi đồ này kia đó, nó truyền tín hiệu qua cái hệ xương sống của mình. Mấy ông thầy thuốc chắc biết cái vụ này, phải không? Tốc độ di truyền tín hiệu trong cơ thể của mình là 400 km/h. Tức là cái tay mình, cái tay ở ngoài làn da nó vẫn có hệ thần kinh ngoại biên, vừa đụng ở đây một cái cục là tức thời cái thần kinh ngoại biên này nó nhận thông tin liền và nó chạy 400 km/h để chạy cái test đưa lên não liền, và não phát tín hiệu là rút lại hay là cho đi, là trong vòng một giây như vậy nó xử lý hàng chục ngàn lần như vậy. Thì quý vị mình nghĩ mình hiểu nổi không? Ví dụ như con vừa mở mắt, vừa đang vừa đi đi không thấy mà vừa đụng cái mở mắt ra, vừa mở mắt ra đó, vừa thấy cái chướng ngại vật là nó đứng lại liền đó. Mình không có đứng đâu, não nó đứng á. Nó xử lý một tín hiệu và một hiệu lệnh đó để giao cho tất cả sự hoạt động của các cơ, các chi, cơ thể của mình đó, thì là 1% của một giây. Tức là nó kêu mình ăn đi thì nó chỉ ra tín hiệu 1% của một giây thôi. Mình cứ ngỡ là tôi đói tôi ăn. Không, cái bao tử mà nó vừa sót là nó thấy lưng á, là nó đâu phát tín hiệu đưa lên não, và não nó kêu mình đi lên ăn thì nó xử lý bằng 1% của một giây. Chú nghĩ mình thấy nổi không? Hoàn toàn là do não nó hoạt động và nó điều khiển hết toàn bộ cái con người này của mình. Mình không có can thiệp được gì hết trơn. Mình nếu mình muốn làm được cái gì đó thì phải thuận theo nguyên lý tự nhiên của nó. Con nói cái cây nè, nó tôi trồng nó, mình có khi nào mình làm cho nó lớn được không? Không. Nhưng mà mình có cái quyền chút xíu là nó cấp cho mình cái quyền là phải thuận theo nó. Cái bao tử đang đau mà chú dám ăn đồ lạnh không? Mình cũng nói mình ngon đó.
phải nghe lại nó chứ nó không nghe lại mình, phải ăn cái gì cho nó nóng, tức là nó vừa cái sự vận hành của nó, lúc đó đó nó mới ổn. Cho nên tại sao Đức Phật phải là kêu chúng ta nên suy nghĩ kỹ về thân tâm mình. Chúng ta mà ngồi chúng ta suy nghĩ kỹ về thân tâm mình nó chán, cực kỳ chán với chú ơi. Mình không có cái quyền lực gì hết trơn á. Hồi đó giờ mình lầm, mình cứ nghĩ là mình giỏi, mình hay thân mình đồ này kia. Thật ra đó, tất cả các cơ quan, các hệ thần kinh nó đều hoạt động. Mà nếu nó làm cái bụp ngay đây rồi đó thì 40 năm học mà nãy con nói đó, rồi trôi sông trôi biển hết. Mai mốt gặp anh Hậu dùm dòm gì không biết ai luôn. Ủa chứ mình sao mình không giữ gì được chứ hả? Não nó giữ, mình không giữ gì được chứ hả? Hoàn toàn là do não thôi. Thì cái cách thứ nhất của cái người vô ngã là không có cái gì của ta. Mà hiểu thật sự như vậy, mà hiểu rồi buông xuống cái một à. Cái thứ hai là không có cái làm nên ta. Mấy cái này á, mình cứ nghĩ à, mình không có cái của ta rồi. Có nhiều khi mình nghĩ à, tôi là cái gì đó à, tôi là một cái gì đó, có cái gì nó làm nên tôi. Mấy cái này mà nếu có thời gian cũng phân tích cực kỳ sâu luôn để chúng ta sẽ thấy ở trên đời này trước mặt mình nó không có cái gì chứ. Trước mặt chúng ta chỉ là một con số không, không có cái gì ở trong đây và ở ngoài kia chứ. Hiểu được cái này nó mới ghê nè. Quý vị có thấy là trước mắt mình mọi thứ gì diễn ra không? Không không? Cái quả địa cầu chúng ta đó, nó nặng hàng mấy tỷ tấn, không biết bao nhiêu tỷ tấn, mấy trăm triệu tỷ tấn chứ, 500-600 triệu tỷ tấn, nó lao đi với tốc độ là 500-600 triệu km/h, mà nó cứ lao hoài. Quý vị có thử tưởng tượng coi cái, ủa có cái gì mà nó nặng hàng mấy trăm triệu tỷ tấn, nó nặng là khoảng 600 triệu tỷ tấn là cái quả địa cầu mình đó, mà nó lao dùng dục trong không gian là mấy trăm triệu km/h mà nó lao hoài gì nè. Ghê hồn vậy đó. Chứ tưởng tượng nổi không? Chúng ta có quá nhiều cái mà chúng ta không biết. Và thân của chúng ta ở đây là một cả của vũ trụ, cả cái thế giới. Bữa nào thì vệ sinh kính hiển vi dán vô con mắt quý vị mà nhìn nữa rồi, quý vị sẽ thấy rằng không như là những gì mình thấy đâu. Trước mắt chúng ta nè, tia cực tím nè ha, rồi sóng vô tiếng truyền thanh, sóng truyền âm, nó đầy trước mắt mình đó. Và thậm chí có mấy cái người vô hình đi lang thang mà mình có thấy gì đâu, phải không? Cho nên có những thứ mà chúng ta không bao giờ thấy được, mà thấy được rồi đó thì chúng ta sẽ biết rằng, chúng ta sẽ té ngửa rồi, chúng ta sẽ dở trận ra một cái là nó không có cái gì làm nên mình. Mình nếu mà mình học kỹ khoa học đó, mình sẽ thấy một điều này: trong không gian này chưa từng có bất kỳ một thứ gì dừng lại. Mà con nãy còn muốn nói, không phải là nói hiện tại bây giờ mọi thứ đều di chuyển hết đó, mà mình không có thể thấy. Tại sao vậy? Tại vì quả địa cầu nó đang lao dùng dục. Trong mắt của chúng ta có vô số các tế bào và nó thay đổi trong một sát na luôn. Nó cứ thay đổi liên tục các chất dinh dưỡng. Nó thay đổi cái này nó bơm vô, nó đổi nó tạo thành cái kia. Cái này nó bơm vô, nó tạo thành cái kia. Cho nên hoàn toàn là do duyên nó hợp, do cái sự dây mượn mà nó làm nên thôi. Cho nên gọi là gì? Giả. Tại sao thân chúng ta là giả? Giả nó có hai vấn đề giả. Một là vì nó mượn, cho nên gọi là giả. Nó mượn cho nên gọi là giả. Cái giả thứ hai là gì? Nó lắp ghép. Đây là hai loại giả về thế gian. Mượn, quý vị mình có thấy mình mượn không? Mình tới đây mình có đem gì theo không? Mở mắt ra ba không biết là kêu ba là cái gì nữa. Mắt dại, mắt đánh lử, mắt dại từ cái tới cái chữ, tới cái gì, tức là thân thể của mình hoàn toàn mượn nơi cha mẹ. Mà con nói mỗi ngày nè, mình dây mượn mà mình không có thấy. Quý vị biết là mỗi ngày mình thở bao nhiêu cái khí oxy không? Mỗi ngày mình cần bao nhiêu cái sức nóng của mặt trời không? Mà nếu con nói đó ha, mình mà tính tiền mình vô bệnh viện hả chú? Vô bệnh viện mà nằm đút vô cái ống vô đây thở, người ta kêu thở oxy đó. Tại ở bên ngoài mình không lấy được, vô đó ta thở trực tiếp cho mình. Nếu mà thở mấy chục năm nay mà quý vị mình trả tiền, quý vị làm mạc rộng từ đường để trả tiền, người ta không đủ cái tiền thở oxy nữa. Nhưng không biết oxy đâu, trời cho mình cứ mượn thở hoài vô. Mà nhiều khi á, mình
thật ra đó không, mình không bao giờ độc lập được mà tồn tại trong thế gian này hết pin nữa rồi, mình sẽ thấy thời gian lâu hơn và mình sẽ thấy thời gian nhanh hơn. Có đôi lúc mình ngồi niệm Phật có chút xíu đó, mình xả ra là mình thấy cực kỳ lâu luôn. Và có đôi lúc mình ngồi thật là lâu nhưng mình xả ra mình cứ nghĩ là mình mới ngồi. Kỹ chừng nào đó, chúng ta thấy tâm mình kỹ chừng nào đó, thời gian nó sẽ dài cực kỳ lâu luôn. Ví dụ chú ngồi chừng phút mà chú thấy chừng tiếng hồ, là do gì? Chú kiểm soát từ ý niệm nhỏ của tâm. Còn mà chúng ta tiến vào cái cảnh giới mà quên mất mọi thứ á, thì thời gian nó cực kỳ mau. Tức là đang chú vào tâm, theo dõi tâm cực kỳ kỹ, tức là lắng nghe mọi thứ xung quanh diễn ra cực kỳ kỹ, thì thời gian nó sẽ đến cực kỳ chậm đối với mình. Ngồi mà cứ có chuyện gì mà lo lắng, mà quan tâm nhiều đó ha, cái đêm nó dài hay gì nè, phải không? Nhưng mà còn vô tư không có gì hết á, thì cái đêm nó cực kỳ ngắn luôn. Đó là tâm lý về thời gian. Vậy thì sở dĩ con người chúng ta mới sanh ra mình mượn toàn bộ nè, không phải vô thường là đợi mình chết đâu quý chú. Ngay giờ phút này nè, mỗi giờ phút, con nói giờ phút nó xa lắm, trong từng sát na thế giới này chưa từng có cái gì dừng lại. Trước mắt mình là gì? Là thay đổi năng lượng, thay đổi từ tế bào mình, mỗi tế bào đều thay đổi hết. Không có thay đổi là không có sự sống, và không có cái sự dai mượn là không có cái sự sống. Con nói ví dụ nha, một cái cục nước đá thật lớn, cái cây nước đá mà quý chú mình bỏ ra ngoài nắng chừng lúc là nó tan hết phải không? Thì chúng ta nói nó vô thường. Chúng ta thì cứ thấy cây nước đá vậy chúng ta mới biết là vô thường. Nhưng nó cũng vừa tan đi, nhưng ở bên này nó có cái máy nước đá, nó thổi vô lạnh vô đó, nó đắp vô nó, nước đá là để ra nắng nó vẫn tan, không thể nào không làm tan được. Nhưng mà nó gắn cái máy, gắn cái máy để đây nó thổi vô, thì bên kia tan nhiều là bên này đắp vô nhiều, bên kia tan nhiều đắp vô nhiều. Chạy qua ngày sau chú lại chú nhìn cây nước đá, à chú nói cây nước đá này ngon ta, đồ tốt, đồ thiệt. Thật ra là gì? Thế trần tạm giả gạt là nó gạt mình đó. Nó bơm đằng sau lưng nó gạt mình, chứ thật ra là nó đang tan. Nước đá không thể nào không tan. Và cơ thể con người chúng ta mà còn tồn tại đây là nó gì? Nó thay đổi y như là cái miếng nước đá đó. Quý chú tình thử bỏ ăn 3 bữa giùm con coi, mỗi một ngày mình đắp vô bao nhiêu ký, phải không chú hai? Là nó bơm đường khác đó, chứ nó tan mỗi ngày là nó tan, nó bốc hơi như nước đá luôn đó. Bữa nào mình nhịn ăn thử 5 ngày thì sẽ thấy ốm mò gầy mòn, mình sẽ cảm nhận được là nó tan như thế nào. Chứ thật ra là cơ thể chúng ta nó tan từ sắc na, vạn vật trên thế gian này nó bị ốc xích quá từng sắc na luôn nè, nhưng mà mình không hề thấy, mình không thể thấy. Bây giờ nó mượn, nó mượn của đất trời, mượn cái này đắp vô cái kia, mượn cái kia đắp vô cái nọ, và nó cứ đắp, nó cứ thay đổi liên tục vậy đó, không hề có bất kỳ cái gì dừng lại hết. Đó là tuệ tri về vô thường. Hai là gì? Nó lắp ghép, tức là nó do nhiều cái thứ nó hợp lại. Bây giờ mình nhìn cái bàn, mình biết là cái bàn này do nhiều cái loại gỗ hợp lại, thì mình biết cái tên cái bàn là tạm đặt thôi. Nếu mà bẻ mấy cây gỗ này đắp vô cái ghế thì đó là cái ghế. Đắp vô đi ra khuôn bếp thì nó kêu thành cái khuôn bếp. Thì cái bàn, cái ghế, cái khuôn bếp đây là cái tên thôi hả? Do duyên nó hợp lại thành hình này thì kêu là cái tên này. Do duyên hợp lại thành hình kia là cho là cái tên kia. Chứ thật ra nó là gì? Nó là gỗ chứ nó không phải là cái bàn. Vậy thì con người chúng ta cũng vậy đó. Có ba loại để kết hợp thành con người. Cho con xóa cái này chút xíu. Con người chúng ta sẽ kết hợp từ ba cái này nè. Đây là ba thứ con người chúng ta sẽ được mượn từ nghiệp, mượn từ bốn đại, và mượn từ cái tâm. Có cái tâm mà không có nghiệp. Mà con nói nè, bốn đại với cái tâm này gọi là ngũ uẩn á. Cái này ở đâu? Do cha mẹ nha. Con nói do cha mẹ. Thân và tâm con người chúng ta là cha mẹ sanh nha. Đừng có nghĩ rằng là tôi tạo ra cái tâm nha, lầm chết nha. Quý vị biết á,
cái tính chất của giảng pháp á, hãy cái cây tre là nó có khả năng nó lên măng, cây tre là nó tự mọc măng, và con người là tự nhiên có thể sinh ra một con người. Nhưng sinh ra con người có cái thân này và có cái tâm này, con ví dụ nha, bột đó hãy đổ vô cái khuôn bánh đinh nó ra bánh đinh, hãy đổ vô cái khuôn bánh đúc nó ra bánh đúc, thì đây là tính chất tự nhiên của giảng pháp. Hãy mà con người cha mẹ mà sự kết hợp thì tự nhiên tạo ra bào thai, và trong bào thai này gồm có tất cả não bộ và có tất cả tứ chi, nó đầy đủ hết hết thì nó sẽ có đủ thân và tâm ở trong đó hết. Nhưng nó thiếu một điều, nghiệp. Nghiệp này thì không, cha mẹ không tạo được. Nghiệp là gì? Là mấy cái thói quen của mình đó. Sân si giận hờn buồn vui, mấy thứ đó là nghiệp. Tức là cha mẹ có thể sinh ra một con người nhưng mà nó trống lỏng mà. Con tạm ví dụ như cái điện thoại đó mà nó không có dữ liệu á. Cái điện thoại mà không có dữ liệu nó không mở ra được gì chân. Tức là vẫn có điện thoại, vẫn có thân và tâm. Nhưng mà cái này là do cha mẹ, là mình mượn đó cha mẹ. Còn nghiệp là gì? Là do cái mình tạo nè. Thật ra con nói đó quý cô chú, con thường hay nói với tất cả huynh đệ mấy đứa em, học cái gì mà biết cho kỹ, biết cho rõ. Mà mình muốn biết cho kỹ, cho rõ không phải đơn giản như mình nghĩ đâu. Con nói đơn giản là đối với vị mình biết nghiệp là cái gì á. Biết thật sự giùm con nha, chứ đừng nói nghiệp là sự tạo tác. Cái đó, ôi tạo tác rồi thì sau khi nghiệp, mình tạo tác rồi sau khi mình chết nó thành cái gì, nó ở đâu, nó ra sao. Cái này mới gọi là cái biết. Chứ còn nói nghiệp là sự tạo tác của thân khẩu ý, chuyện đó dễ rồi. Đức Phật cho mình biết nghiệp nó đi tái sanh, nghiệp nó đi luân hồi, thần thức nhập thai sen tinh hảo, thì mình có thể biết được là sau khi mình tắt hơi mấy cái thứ này nó thành cái gì không? Không biết thôi chú, không biết mà nói ào ào ha, nói rầm rầm luôn á, nói xuyên suốt từ sáng tới chiều mà vẫn nói được như thường. Nhiều khi con nói địa ngục, con hỏi thăm chút xíu gì về địa ngục nha. Mình thì mình biết nhân quả, hễ mà giết mạng cái đền mạng sát dao đền dao, không biết là cái ông quỷ sứ ngu đầu mã diện đầu trâu mặt ngựa đó, ổng làm cái nghiệp gì mà ổng cứ đâm ủi hết người này tới người kia, ổng lủi hết người này tới người kia, ổng lủi hoài mà tại sao ổng không ăn tội. Ở đây giết người sợ muốn chết rồi đó, mà ở dưới ông trụng chở dầu á, cái đó ghê lắm phải không, tội lỗi ngập đầu luôn đó. Mình ở đây tội lỗi ngập đầu thì mình rớt mình đọa địa ngục, còn ổng ở dưới địa ngục ổng ngập đầu ổng đi đâu nữa. Cho nên á, nhiều khi mình giảng giải thích, nhiều khi mình cứ giảng rầm rầm, nhưng mà nhiều khi mấy cái này mình không biết là mình chưa thật sự biết về địa ngục. Cũng vậy đó, mình nói nghiệp là sự tạo tác thì cái đó là hiểu thôi à, hiểu bằng cái này thôi, không có hiểu thực chứng, không có biết thật. Mà chừng nào biết thật nghiệp đó là cái gì, sau khi chết nó thành cái gì, nó ra sao, thì lúc đó mới gọi là thật sự hiểu được pháp Phật. Thì con người chúng ta do ba cái này nó kết tạo lại nè, lắp ghép. Mà ba cái này là gì? Mọi thứ nó hoạt động độc lập cũng y chang như cái bàn. Quý cô chú cứ gã ra đi, bỏ ra nó nằm đống gỗ đó, đem chỗ kia chụm bình thường à. Nó không liên can gì tới nhau, nhưng mà lạ lắm, gắn vô tự nhiên nó thành cái bàn. Hãy gã ra thì nó thành cái bàn. Trong ba cái món này đó, nghiệp mà nó nằm độc lập nó không làm được cái gì chứ. Và cái tứ đại và cái tâm này mà nó nằm độc lập nó cũng không làm được gì hết trơn. Mà tự nhiên gom lại gắn vô nó ra con người. Biết nói, biết năng, biết suy nghĩ, biết buồn, biết vui. Có tâm, có anh hậu, có đủ thứ đây chân, đủ thứ chân là do mấy cái thứ này nó vận động không nè. Không có ai ở đây vận động hết trơn thì cái này gọi gì? Không có cái ta. Con kết thúc cái này chút xíu nha. Hiểu được cái này đó ha. Hiểu được cái này đó ha. Là dám nói cái câu tứ đại nguyên vô chủ, ngũ quẩn bổn lai không á, tương đầu lâm bạch nhẫn, do thị trảm xuân không đó. Con thường thường coi thăm con nói giờ, thí dụ như giờ tất cả quý vị đồng đạo chúng ta đang tu mà giờ này muốn chết ngay tại lúc này, ai chấp nhận không? Lo sợ đủ thứ không được, cái này làm chưa xong cái kia làm, chưa có thể đi ngay tức khắc được. Thì gì? Không có đường nào giải thoát hết chứ. Tu mà ngay giờ phút này chết là dám chết á. Chết là dám chết nha. Ông Minh Tệ giờ đem lại đâm cái ẹt là ông đứng đó cho đâm đó. Con nói thật á, tại sao con nói ổng là tại vì ổng là người làm được. Vì sao? Vì không có cái ta. Mấy cái thứ này nó hoạt động không à, cái điện thoại. Mở ra camera chụp hình mình cứ nghĩ cầu cái điện thoại hoạt động.
Không đâu, mấy ông kỹ sư mới không biết, mấy con chip nó hoạt động chằng chịt chi chi, làm chéo ở trọng á. Mình đâu biết, mình cứ nghĩ là cái điện thoại nó hoạt động, thật ra là mấy con chip nó hoạt động không à. Thì mấy cái thứ này nó hoạt động nè, nó tạo ra con người đi tới đi lui, rồi nó nảy ra một cái ảo tưởng về cái ngã. Giờ phút nào mà chúng ta biết rằng ngã là cái ta chỉ là một ảo tưởng thôi nha, thì giờ phút đó là ngộ đạo đó. Chết là chết, tự nhiên không có chuyện gì xảy ra hết chứ. Mà tu mà chưa tới mức cái này là chưa có hiểu lý vô ngã. Con nói chưa có hiểu lý vô ngã nha, chứ đừng có nói là thân chứng hay hành gì hết trơn. Mà chưa có hiểu, chưa có làm được thì tu cái gì nó cũng bỏ vào lái chứ. Bữa nay nghe tới đây mình mới biết rồi đó, giờ là mình tu mình đã đạt tới đâu rồi. Chưa đạt tới đâu chứ. Ủa mình nói không có ta ta, sáng cái bóp coi, ta không? Quýnh sưng mắt coi ta không? Muốn quýnh lên cho quýnh, đứng đây tự nhiên quýnh, có chuyện gì xảy ra chứ. Thật sự là không có cái ta. Dám nói là dám làm. Cái nào là ta hiểu rõ về nghiệp, hiểu rõ về thân tâm hết. Không có thời gian con chỉ nói thôi, con chỉ giới thiệu vậy thôi. Nếu có thời gian con sẽ phân tích kỹ cái này. Nghiệp là cái gì, nó hình thức nó ra làm sao, nó là cái gì, và khi nó kết hợp với thân tâm này, nó tạo ra sự sống như thế nào, để chúng ta thấy rằng không hề có cái ta. Cho nên chúng ta tu tập mà cho đến bây giờ chúng ta chưa chấp nhận buông được, chưa chấp nhận chết được là chưa có tu được cái gì cho quý vị ơi. Còn ở ngoài cửa, chưa từng bước vào trong cửa, chưa từng mở cửa, thì quý vị mình nghĩ đó, chưa có mở cửa thì không có báo vật đâu. Tu 80 năm sau nó cũng y chang vậy à. Thôi con xin hết nha. Đây là vô ngã nè. Một, không có cái của ta. Hai, không có cái gì mà nó làm nên ta chứ. Cuối cùng mà nhận thức hai cái này một cách sâu sắc đó, thì không có ai ở đây chứ. Và người mà đạt tới cảnh giới này đó, dám tuyên bố một câu là nhìn mọi người bình thường luôn. Đây là nhìn mọi người bình thường. Nam, nữ, già, trẻ, thân sơ, có một cái cảm xúc bình thường, có gì lay động hơn. Thì đây mới thật sự là hiểu được cái lý vô ngã của nhà Phật. Dặn lại chút rồi nghĩ. Và muốn hiểu được cái này, chỉ trừ khi hành tụ, hành đạo được, đạt được cái tâm thanh tịnh, sống được cái cảnh giới phi thời gian. Nếu là người niệm Phật thì gọi là niệm Phật tam muội. Nếu là người tu thiền, ít nhất bước vào cảnh giới nhị thiền mới có thể hiểu được. Sơ thiền cũng chưa hiểu được, mà phải bước vào ít nhất là nhị thiền mới có thể hiểu được. Cho nên hiểu pháp Phật không phải chỉ hiểu bằng kiến thức, mà bằng quá trình tu tập. Con nói cái này nữa. Hồi đó giờ mình hay nghĩ á, chân lý là cái gì, sâu sắc cái gì, vi diệu. Để chi? Để chúng ta cố gắng, chúng ta tìm kiếm, học hỏi, học cho nó sâu nghe hiền. Học cho nó sâu. Chân lý là gì? Đó chính là sự thật. Trắng là trắng, đen là đen. Đó mới là chân lý. Chứ không phải. Còn tất cả chúng ta đang làm cái chuyện mà chúng ta cho là chân lý nè. Chúng ta cho rằng trắng tinh, hay là chúng ta cho rằng trắng lung linh. Đây là những góc nhìn của mình. Cái ông triết gia đó, ông nhìn vô giáo pháp bằng cái góc nhìn triết học. Cái ông tâm lý học, ông nhìn giáo pháp bằng góc nhìn tâm lý học. Cái ông hóa học, hay là cái ông kỹ sư, hay là cái ông gì đó, đều nhìn nó ra trắng tinh, nó ra trắng lung linh, nó ra trắng lè lè, hay nó ra trắng sao. Tức là cái trắng này đó, nó sẽ đẹp hơn cái trắng này, mà nó sẽ đẹp hơn cái chân lý này cực kỳ nhiều luôn. Mà chân lý là gì? Chân lý chỉ là sự thật thôi à. Mà cái sự thật biết không, nó hiện ra trước mắt mình mà nhiều khi mình không thấy. Mà mình không thấy là tại sao mình bị mấy cái thứ chân lý này dẫn mình đi nữa. Hỏi cái bàn là cái gì? Thì cái bàn là cái bàn chứ là cái gì? Cái bàn do đâu có thì do mấy cái khúc gỗ nó làm lại, chứ là đinh đâu này kia chứ là gì? Hỏi mình ở đâu ra thì cha mẹ mình sanh chứ là gì? Nói cái này mình không chấp nhận được, nhưng mà con nói thật sự đó, nó y chang vậy đó. Chúng ta đó giờ bị dắt mũi đi vòng vòng, chúng ta suy nghĩ rằng tự nhiên nó có cái biết, chắc là cái gì nó quyền diệu lắm ta, cái gì tạo nên. Và chúng ta bị xây mồng mồng, chúng ta nhìn sự thật đơn giản, cái bàn nó hiện ra trước mắt rồi là cái bàn do gỗ làm thành. Thì chân lý này nó không phải là sâu, nó không có cạn, nó vượt mọi thứ hết, nó chỉ là sự thật thôi.
ngày nào nhìn ra sự thật là ngày đó thấy được chân lý và thấy vô ngã. Cho nên có những lúc á, hồi trước á, mấy cái đề của con á, mà lỡ mà mất á, tiếc hồi hụi luôn. Cái máy tính mà chứa trong ổ cứng mà lỡ ổ cứng mà nó bị gì rồi ha, bữa đó là khỏi ăn ngủ được, nhưng bây giờ nó muốn mất nhiều nó mất. Có thậm chí nhiều khi con quan tâm là sau này cần dự trữ cần cái gì, có rất nhiều các huynh đệ cô chú đưa sách vở coi cho con coi chia kích hoạt cái tư tưởng viết cái này viết cái kia. Con đã viết nó cũng hay cũng tốt chứ không phải là không, nhưng mà coi chừng mấy cái mà tri thức mấy kinh nghiệm này đó nó dẫn đi xa chân lý, xa dời dời luôn. Dạ, con nói thật. Thôi tới đây hết nha. Nam Mô A Di Đà Phật.